Hello my friends, welcome back to my channel. How are you doing today? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về cái động từ save mà nó có đến cả 28 cách nói khác nhau về cái động từ save này các bạn ha. Không chỉ đơn thuần cái nghĩa từ save có nghĩa là cứu vớt hay là cứu cái gì đó đâu, còn rất nhiều cách nói và rất phổ thông rất là ứng dụng trong thực tế hàng ngày chúng ta cần phải biết nha các bạn bạn nào đang xem mà chưa đăng ký vào kênh bấm vào nút đăng ký hoặc là subscribe vào kênh của tôi là thắng phạm các bạn nha bây giờ chúng ta à, tìm đến cái danh sách save có đến 28 cách nói khác nhau này nó nằm trong cái mục học qua các chủ đề trong cái app Land Kingdom nha các bạn và tìm đến tiếng Anh giao tiếp cơ bản hàng ngày bạn nào chưa mua app thì chúng ta chỉ cần á, chép ra giấy thôi để chúng ta học và nghe trong video để á, lập theo các bạn nha còn bạn nào mua app rồi thì á, lúc này vào trong đây tập đọc nhận diện giọng nói thì nó sẽ giúp cho mình cải thiện tốt hơn nha các bạn. Mình vào đây. Rồi mình vào chế độ toàn màn hình. Wearing a seat belt. Seat. E. C. Seat. Seat belt. Đừng đọc là seat, seat mà là seat. Âm E cho nó tròn vành đó chữ. Xong mình mới phát âm thờ. Seat belt, belt. 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 Seat belt. May save your life. Thì ở đây động từ chính là save đúng không? Nguyên âm là âm e, save, save, save. Hôm nay chúng ta học động từ save cho nên mình phải phát cho đúng một chút nha. E, save, 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 save your life, save your life, save your life, life, f, f, life, save, v, v, save save your life in case of an accident in case of in case of an accident in case of an accident là trong trường hợp có tai nạn xảy ra nó dùng nguyên cái cụm này luôn nha các bạn in case of an accident. Đó khi các bạn thấy cái cụm này đó thì nó diễn tả là có một tai nạn xảy ra. Wearing a seat belt may save your life in case of an accident. Mình nghe thử các bạn. Wearing a seat belt may save your life in case of an accident. Rồi. Thanks for helping me at the meeting. You saved my life. Hồi nãy đó, save your life là trong trường hợp sống chết nha. Nhưng bây giờ đó. nói trong câu này nè các bạn thanks for helping me at the meeting cảm ơn vì đã giúp tôi ở trong cuộc họp đúng không trong cuộc họp mình nói đỡ cho người này nói đỡ cho người kia thì lúc đó đó người ta cũng có thể dùng you saved my life thì lúc này là các bạn, nó đâu phải như cái nghĩa đen đó là bạn đã cứu sống cuộc đời của tôi, bạn đã cứu mạng tôi đâu. Thì cái cứu mạng này ha, là coi như đó, nghĩa bóng thôi các bạn. Thì trong cái trường hợp nào đó mà mình rơi vào cái khó khăn mà người ta giúp mình, thì lúc đó mình cũng có thể gọi là you save my life nha các bạn ha. Đây là nghĩa bóng. Còn cái lúc nãy đó, uh, wearing a seatbelt đó, may save your life là đó là nghĩa đen nghĩa đúng của động từ save nha các bạn ha. Còn này là save my life ở đây đó là nghĩa bóng trong cái trường hợp mà người ta giúp đỡ mình một chuyện gì đó khó khăn và giúp cho mình thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn đó, mình có thể gọi là you save my life nha các bạn. Còn ấy cái này đang nói ở quá khứ, tại cái mi này đã xảy ra trong quá khứ rồi, cho nên người ta mới cảm ơn vì đã giúp tôi đã giúp tôi trong quá khứ đấy thì ở đây là you saved my life là lúc đó bạn đã giúp à, cứu vớt cuộc đời tôi. Thanks for helping me at the meeting. Help. Âm e và âm l. Help. E help. 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 Helping. Helping. me at the meeting. Meeting. Đừng đọc là mid Meeting mà là me meeting meeting thanks for thank 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 thanks Thanks for helping me at the meeting. You saved my life. You saved my life. We need to borrow money to save our business. We need to borrow money to save our business. chúng ta cần phải mượn tiền, chúng ta cần phải vay tiền để à, cứu cho cái công việc kinh doanh của chúng ta, cứu công ty của chúng ta save our business. cái business là công việc làm ăn đó, mà mỗi khi làm ăn thì phải có cái license, thì lúc đó có thể gọi là công ty ha các bạn ha. Uh, save our business có nghĩa là đôi khi mình rơi vào phá sản, uh, mình nếu mình không có tiền là mình sẽ phá sản đấy, thì lúc đó phải đi borrow money, borrow là mình đi mượn tiền, mượn tiền thì đôi khi cũng có thể là trả lãi suất hoặc là không. cho nên mượn vay gì đó nó cũng giống nhau thôi các bạn. quan trọng là có lãi suất hay không thôi ha. We need to borrow money. We need, e need, need. We need to borrow, borrow money, money to save our business, save our business, to save our business. chữ business này là từ có hai âm tiết. business, business 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 business. Đừng đọc là business nha mà là business, business, business. Đọc thử các bạn. We need to borrow money to save our business. Rồi. He was desperately trying to save their failing marriage. Anh ấy uh, cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân đang thất bại. Anh ấy đang cố gắng đang cố gắng cái việc này anh ấy đã cố gắng rồi anh ấy cũng đang cố gắng nữa thì lúc này đó người ta dùng ở quá khứ tiếp diễn để nói là à gần đây anh ấy đang cố gắng đấy à, thì khỏi mất công dùng cái thì à, hoàn thành tiếp diễn cũng được các bạn dùng quá khứ tiếp diễn cũng để có thể diễn tả được à, cái cái hiện thời đang làm Mà ở trong một khoảng thời gian ngắn gần đây thì hiện thời đang làm thì diễn đạt bằng cái thì này cũng được ha try to save Try to save their save something ở đây nè hồi nãy là save our business thì lúc này là save their failing marriage là cuộc hôn nhân đang đổ vỡ, ha cuộc hôn nhân đang thất bại hay đang đổ vỡ gì đó các bạn à, một cuộc hôn nhân mà đang failing có nghĩa là đang bị đổ vỡ, đang sắp đổ vỡ đấy thì cái save something ha thì các bạn thêm bất kỳ cái save gì ở đây nó cũng diễn tả được cho uh, cái cứu vãn cứu vớt gì nữa các bạn ha cái từ này đọc là marriage marriage âm cuối là âm là danh từ ha là cuộc hôn nhân we all need to do our part to save the planet yeah, ở đây là save the planet là cứu lấy hành tinh của chúng ta we need We all need to do our part. Chúng ta uh, tất cả chúng ta cần phải làm uh, cái nhiệm vụ riêng của mình, là mỗi người có cái nhiệm vụ riêng của mình để, to save the planet, để cứu lấy hành tinh yeah, mỗi người có một cái trách nhiệm các bạn, mỗi người có trách nhiệm uh, riêng của mình để mà làm uh, để cứu lấy hành tinh của chúng ta. Chuyện này chuyện không phải của riêng ai, nhiệm vụ của mình, đôi khi đơn giản thôi các bạn là nếu đèn điện không dùng thì mình tắt nó đi để ủng hộ cái ngày trái đất đó các bạn, mình tắt điện đi có nghĩa là mình tiết kiệm năng lượng, đỡ khỏi mất công thải ra cái khí thải nhà kính đó các bạn, gây hiệu ứng nhà kính đó thì mình đôi khi đơn giản mình chỉ tắt đèn điện khi không dùng cũng đã giúp ích cho trái đất rồi ha, là save the planet nha. Yeah. Cho nên lúc đó đó người ta gọi là to do our part to do our part. We all need to do our part. Chúng ta cần mỗi người làm đúng cái vai trò của mình to save the planet. Stop littering is a simple way to save the environment. Rồi, hồi nãy là save the planet, cái này là save the environment. Environment, envir, environment. yeah, các bạn, environment, environment là môi trường. Môi trường có nghĩa là cái hệ sinh thái môi trường của chúng ta đó thì cái từ môi trường các bạn biết rồi ha, save the environment là bảo vệ môi trường. À save the planet là cứu lấy hành tinh, bảo vệ hành tinh thì save the environment là bảo vệ môi trường của mình. Stop littering. Litter, litter, littering hay là littering? Littering. Littering là cái hành động vứt rác đó các bạn ha. Stop littering là ngưng đừng có vứt rác bừa bãi ngưng cái việc vứt rác bừa bãi là một cái cách đơn giản nhất is a simple way is a simple way là một cách đơn giản thôi nha một cách đơn giản to save the environment à, là coi như là mình mình không vứt rác là mình cũng đã góp phần bảo vệ môi trường rồi đó các bạn, chỉ đơn giản như thế thôi ha. Cho nên là các bạn cũng biết là ở đâu là vứt rác nhiều rồi ha, cho nên chỗ nào mà mọi người chưa có ý thức trong cái việc giữ gìn môi trường đó thì mình chỉ cần đơn giản đừng có vứt rác bừa bãi, đi tìm thùng rác mà bỏ vào nha thì lúc đó là mình đã góp phần bảo vệ cho môi trường sống của mình rồi đó các bạn. Stop littering. Chỗ nào đấy mà nó để là no littering là cấm vứt rác ha. Còn mình này là mình kêu stop littering là mình ngưng cái việc vứt rác đấy đi. It's a simple way to save save the environment. Chữ này đọc á kỹ lại đó các bạn là environment 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 đọc nhanh á cái âm ờ này có thể bị mất đi là environment 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 nhấn vào âm tiết thứ hai các bạn nghe lại thử stop littering is a simple way to save the environment environment many brave men fell in the fight to save the city save the city đã cứu lấy thành phố bảo vệ thành phố nha các bạn many brave men nhiều người dũng cảm nhiều người dũng cảm Fell in the fight Là đã ngã xuống trong cái cuộc chiến Đã ngã xuống Fell in the fight to save the city Trong cái cuộc chiến uh, cứu lấy thành phố uh, Fall Động từ fall Quá khứ của fall là fell Fell in the fight Trong cái cuộc chiến To save the city Save the city thì save the city có nhiều cách nha các bạn ha, à, đánh đuổi quân thù để save the city thì cũng là một cách bảo vệ đúng không? Rồi đó, save the city trong đó cũng bảo vệ môi trường của thành phố cũng là save the city hay là bảo vệ văn hóa truyền thống như đó cũng là save the city được nha các bạn. The doctors did everything they could to save her but she died. The doctors, the doctors did everything they could to save her. Save her, mình nói là save my life, save your life. Còn này là save her, cứu cô ấy cũng được vậy. Không cần phải nói là save her life, mà chỉ cần nói là save her, cứu cô ấy không cũng được. Nha các bạn. To save her. The, the doctors did everything they could. Các bác sĩ đã làm mọi thứ có thể. Did, quá khứ của do là chuyện đã rồi, cho nên là did everything they could. Yeah, nó giống như là do everything they can Là làm mọi thứ họ có thể Nhưng mà đang nói hiện tại do với lại chữ can Còn này là did everything they could Could nha các bạn Thì cái này là nói trong quá khứ Cho nên chữ do đổi thành chữ did Chữ can đổi thành chữ could To save her but she died Nhưng cô ấy đã mất I'm saving up for a new car Rồi Cái này là save up Up for something không có không cần up cũng được save for something là được rồi có nghĩa là đang tiết kiệm tiền. Đây là một cách nói tôi đang tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe hơi mới. I'm saving up for a new car. Bạn đang tiết tiết kiệm tiền để làm gì đó để mua thứ gì đó thì bạn dùng I'm saving up for phía sau đây là một danh từ. Nha các bạn đọc thử. I'm saving up for a new car. I've never been very good at saving money. Cái này là tâm sự thiệt này ha của nhiều người. I've never been very good at saving money. Tôi chưa bao giờ uh, giỏi trong cái việc tiết kiệm tiền hết đó. Save money. Ha. Save money, tiết kiệm tiền. Các bạn hồi nãy là save up for a new car. Đúng không? Không nói gì đến chữ money cả. Còn bây giờ đề cập đến thẳng chữ money. Save money. Yeah, các bạn nhưng mà sau giới từ at này nè sau một giới từ thì động từ phải thêm in cho nên đó, lúc này là saving money i've never been là thì hoàn thành của động từ to be to be good at something to be good at something là giỏi thứ gì đó nha yeah. cho nên là nối hai cái này lại i've never been very good at saving money mà Good at something, thì phía sau đây đó phải là một danh từ đúng không? Mà nếu dùng động từ để thay cho một danh từ thì động từ phải đưa về trạng thái thêm in, nó là một gerund đó các bạn, là danh động từ nha. I've never been very good at saving money. Tôi chưa bao giờ là một người uh, giỏi trong tiết kiệm cả. When you have money, save some for a rainy day. Save for a rainy day, save for a rainy day là để dành cho một ngày mưa, một ngày mưa lần sau là những lúc khó khăn đấy các bạn. Có nghĩa là um, đôi khi mưa dầm mưa về mưa liên tục bao nhiêu ngày thì lúc đó mình không có làm được việc gì cả. Thì trong quá khứ uh, mà lúc mà uh, chưa có uh, điều kiện đó các bạn thì cái việc mưa gió này nè là nó làm cho người ta không làm gì được chỉ ở nhà thôi thì lúc đó đó các bạn biết không làm gì được mà chỉ ở nhà thôi thì lúc đó khó khăn lắm à, thức ăn cũng không có à, tại vì phải à, bình thường đi săn thì mới có cái gì đó ăn còn nếu ở nhà không thì không có ha cho nên cái rainy day á là ngày khó khăn thì mình phải xây for a rainy day là một cái idiom để nói là để dành hay là tiết kiệm cho những lúc khó khăn đấy các bạn ha. When you have money, khi bạn có tiền, save some để dành một ít for a rainy day uh, cho những lúc khó khăn. When you have money, save some for a rainy day. Đọc thử câu này các bạn. When you have money, save some for a rainy day chữ này đọc là rainy a e, r rain rainy rainy đừng đọc là ren rain, renny mà là rainy rainy i'll save this champagne for a special occasion cái chữ này nè các bạn là rượu banh đúng không nhưng trong tiếng anh đọc là champagne champagne chữ này á đọc là chữ champagne bình thường thôi cham, champagne âm phía sau mới là âm e pay champagne 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 i'll save this champagne for a special occasion for a special occasion là cho một dịp đặc biệt thì các bạn thấy nè save this champagne là để dành cái gì đó thì save cái đó là để dành nó lại ha chứ không phải là cứu cái chai đó mà là để dành cái gì đó cho một dịp đặc biệt nha yeah. nghe lại thử lần nữa các bạn I'll save this champagne for a special occasion. Chữ này đọc là occasion, occasion, âm giờ dài ha, occasion, occasion. You should save a couple of chocolates to give to your little brother. Save a couple of chocolates là để dành vài thanh kẹo sô cô la. ha. thì các bạn thấy là save một cái gì đó đó, thì nếu như một cái đó đó là một cái living thing, thì là mình cứu sống nó, có nghĩa là cái đó là một vật sống, một người gì đó là mình cứu sống nó. À, còn á, cái thứ gì đó nó không phải là living thing đó các bạn thì lúc này là mình để dành nó ha, để dành nó, ví dụ như là a uh, couple of chocolates uh, là một vài thanh sô cô la. Trong trường hợp mà mình nói mình giữ khư khư để cho nó đừng bị bể đó thì mình cũng có thể nói như thế luôn các bạn ha, mình save nó là mình cố gắng mình bảo vệ cho nó an toàn ha. Nhưng mà trong tình huống này đó trong tình huống này đó là để dành vài thanh sô cô la thế các bạn thấy nó có hai cái nghĩa gì đó là tùy cái lúc mà cái ngữ cảnh của nó như thế nào đó thì mình hiểu người ta đang muốn nói gì ha thì save là để dành sô cô la để làm gì to give to your little brother để dành vài thanh kẹo sô cô la để tặng cho em đi con nha mình bảo đứa con gái của mình á nó thích ăn sô cô la quá mà đứa nào cũng thích sô cô la cả thì mình nói là con để dành vài thanh để tặng cho em trai đi yeah. you should save a couple of chocolates a couple of something là một vài cái gì đó chứ không phải là một cặp hay không phải là hai cái đâu nha các bạn mà là vài cái gì đó a couple of chocolates chữ này đọc là chocolate nghe các bạn chocolate chocolates chocolates To give to your little brother, 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 little brother, little brother. Please save me a seat next to yours. Save me a seat. Save me a seat. Có nghĩa là trong trường hợp uh, hai người hay nhiều người gì đó đi đến một cái nơi công cộng trong đó là mình cần phải tìm chỗ ngồi tại vì người ta không có xếp số ghế chẳng hạn thì lúc này đó ai đến trước là sẽ tìm được ghế để ngồi trước cho nên là trong chừng mực nào đó, đó mình có thể nhờ người bạn của mình save a seat save a seat for me các bạn là giữ cho tôi một chỗ ngồi nha tại sao người ta không dùng save a chair các bạn cái chair là đâu phải của mình đâu Mình save a chair Save a seat thôi Có nghĩa là mình giữ một cái chỗ ngồi thôi Please save me a seat next to yours Next to yours Là cạnh bạn nha Giữ cho tôi một chỗ ngồi cạnh bạn nha Có nghĩa là mình muốn ngồi cạnh người này Và mình phải làm cái việc gì đó Nhờ người kia giữ cái chỗ ngồi cạnh chỗ của người bạn đấy Các bạn thấy không Thì thay vì dùng là next to you Cũng được thôi ha Nhưng mà nói next to yours Là cạnh ghế của bạn Cạnh chỗ ngồi của bạn. Save me a place at your table. Ok. Yeah. Cái, nếu như một người nào đó. đó Sẽ có một cái bàn để ngồi. Một cái bàn để ngồi. Thì cho dù một cái bàn để ngồi trong lớp học. Hay là một bàn để ngồi trong cái buổi gì đó. Chẳng hạn. Thì save me a place. Hãy giữ cho tôi một chỗ. Đây cũng là cách nói các bạn. Thay vì nói save me a seat. là Save me a place at your table. OK, giữ cho tôi một chỗ tại bàn của bạn luôn nha. Nha, yeah, đây là một cách nói. I forgot to get some butter. Will you save my place in line while I get it? I, I forgot some butter. Có nghĩa là, ôi, tôi quên mua uh, bơ rồi. Tôi quên mua một ít bơ rồi. Will you save my place? in line save my place in line giữ chỗ này cho tôi có nghĩa là khi các bạn đang đứng xếp hàng uh, trong cái hàng chờ check out đó các bạn chờ tính tiền ha thì lúc đó đó có nghĩa là mình xếp hàng chờ đến lượt mình nhưng mà suddenly mình nhớ là mình quên mua cái gì đó mà thì lúc này mình đi thì mình phải xếp hàng lại ở cuối hàng đúng không thì mình nhờ một người bạn mình save my place in line À, giữ cho tôi cái chỗ này nha. Giữ cho tôi chỗ này. Thì có khi là mình để cái shopping cart của mình ngay tại chỗ đó. À, thì hay là cái shopping basket đó, ngay tại chỗ đó để nhờ cái người này nè cứ move viền dần á. À, giữ cái chỗ đó cho mình. Thì save my place in line. Là như thế các bạn ha. Will you save my place in line while I get it? Là người này sẽ while I get it là trong khi đi lấy một ít bơ nha các bạn. I forgot to get some butter. Will you save my place in line? While I get it. When you work on the computer, don't forget to save your work regularly. Yeah, cái này là đang nói trên máy tính. Các bạn ít nhiều cũng làm việc trên máy tính mà làm trên điện thoại đúng không? Các cái smartphone ngày nay đó là nó đều có chức năng soạn thảo văn bản hay là làm bất kỳ cái gì mà lúc đó các bạn phải save lại đó phải lưu lại ha. Thì lúc này nè, when you work on The computer don't forget to save your work. Save your work là những cái gì các bạn làm trên máy tính là phải save nó lại. Đúng rồi các bạn, cái thói quen đó, có người, um, tại vì có điện nó không có ổn định, cho nên là nếu các bạn lỡ cúp điện bất thình lình hay lỡ cái máy mà nó xảy ra crash hay là gì đó, thì lúc đó cái work của mình đang làm in progress ở trên màn hình đấy các bạn, nó sẽ bị mất cho nên là đôi khi có những người có thói quen đó là chỉ cần thay đổi bất kỳ điều gì gõ một vài từ thôi cũng save lại à, save bằng cách nhấn control s đó. các bạn save 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 your work regularly regularly là phải lưu lại thường xuyên nha không phải lưu lại thường xuyên làm cái gì cũng phải lưu lại thường xuyên save your work regularly when you work on the computer don't forget to save your work regularly Uh, đôi khi mình kêu người nào đó nhớ làm cái gì đó thì người ta thích nói don't forget to uh, do something hơn là remember to do it Nha yeah, các bạn ha don't forget to save your work regularly đọc thử câu này các bạn when you work on the computer don't forget to save your work regularly if you take the car you will save a lot of time save Time save time thêm cái a lot of để nói lên là tiết kiệm nhiều thời gian. Ha yeah, các bạn tiết kiệm thời gian cũng là save time. Tiết kiệm tiền là save money, save a lot of money, save a lot of time. If you take the car, nếu bạn lấy xe hơi đi, you will save a lot of time. Bạn sẽ tiết kiệm nhiều thời gian. Yeah, có những lúc uh, đi xe hơi thì nhanh hơn. If you take the car, you will save a lot of time, a lot of time. Thanks for your help. It saved me a lot of work. Thanks for your help. Cảm ơn về sự giúp đỡ của bạn. Nói câu này có nghĩa là trước đó cái người bạn đã giúp đỡ mình rồi mình mới cảm ơn như thế. It saved me a lot of work. Nó làm cho tôi Uh, tiết kiệm uh, rất nhiều công sức để làm việc, có nghĩa là người người bạn đấy đã giúp đỡ mình cuối cùng công việc nó hoàn thành rồi, cho nên là mình không phải mất thời gian để làm cái việc đó nữa, cho nên lúc này mình nói là it saved me a lot of work. It saved me a lot of work. Có nghĩa là tôi khỏi phải mất công làm rất nhiều việc này nữa đó. Cảm ơn bạn nha. Nó làm cho tôi là đỡ tốn công làm rất nhiều việc này, mình cũng có thể dùng save được nha các bạn. It saved me a lot of work à nó làm cho tôi rất là tiết kiệm thời gian. Can you save it for later when I'm less busy? Can you save it for later when I'm less busy? Này là các bạn giống như là nếu mình có một cái tin vui, nếu ai đó có một cái tin vui mang đến cho mình định nói là oh I have something to tell you. Thì lúc này đó mình nói là can you save it for later? Can you save it for later when I'm less busy? bạn bạn có thể giữ cái đó giữ đó một lát nữa khi tôi bớt bận được không có nghĩa là giờ mình đang bận quá mà người nào đó muốn báo cho mình một cái tin chạy đến gặp mình để nói về cái tin đó mình nói là can you save it for later can you save it for later có thể giữ cái đó lại giữ cái đó lại sau được không giữ cái đó lại sau khi tôi bớt bận được không when I'm less busy can you save it for later when I'm less busy I said that to let him save face, but actually I fired him. Save face, save face. Nói thẳng như luôn các bạn, save face là giữ thể diện ha. Những cái như thế này là những cái phrasal verb cho nên á nó nói là nói chính xác như thế các bạn đừng sửa gì cả. Save face. I said that to let him save face. Tôi nói như thế để cho anh ta giữ thể diện thôi. To let him save face, ha. to let him. Let somebody do something. Let somebody do something là để cho ai làm cái gì đó. Let him save face là để cho anh ta giữ thể diện. À, tôi nói như vậy để cho anh ta giữ thể diện thôi. But actually I fired I fired him. Thật ra là tôi đuổi anh ta đấy. Tôi đuổi anh ta nhưng mà tôi nói kiểu khác để cho anh ta giữ thể diện thôi ha, nhưng mà thật ra là tôi đuổi anh ta đấy. Actually đọc nghe thì giống bốn âm tiết nhưng mà đọc nhanh nó ra ba âm tiết các bạn actually actual actually 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 I fired him I fired him cái này đọc là fire I er fire fire thêm ed vào fired fired nó giống như chữ tired là mệt đấy các bạn tired tired fire fire fired fired nha, yeah. nó giống y chang như thế hai cái đọc như nhau, chẳng qua là cái âm đầu nó khác thôi. fired him, fired him, fired him, fired him. But actually I fired him. Mm. rồi. Một câu mà ông sếp á, thường hay nói là chỉ vô mặt ai đó và nói là you are fired. You are fired. fired nha yeah, ngày xưa ông Trump rất thích nói cái câu đấy các bạn ông ấy thích chỉ vô mặt người khác nói là you fired bạn đã bị đuổi your excellent speech calmed the crowd and saved the day save the day save the day đó các bạn là cứu vãn tình thế có nghĩa là trong những tình huống mà hiểm nghèo khó khăn đó trong những tình huống khó khăn À, mà nếu như không có hành động gì hay là không có ai giúp đỡ đó thì chắc chắn là cái tình huống khó khăn đấy nó xảy ra mà nó xảy ra thì có nghĩa là sẽ có một cái hậu quả nặng nề gì đó ha. Thì lúc này có người giúp đỡ một cái thì cái người đó đó save the day. Save the day là coi như cứu vãn tình thế nha các bạn. Khi nào các bạn muốn diễn đạt cái ý là cứu vãn tình thế thì dùng save the day ha, yeah, save the day rất thường xuyên dùng nha các bạn ha. Do excellent speech là cái bài nói chuyện xuất sắc hay là cái bài phát biểu xuất sắc của bạn. calmed the crowd là đã làm cho đám đông á, dịu xuống. Calm the crowd là làm cho đám đông dịu xuống. Calm down là mình dịu xuống đúng không? Calm down là mình dịu xuống đi dần xuống dần xuống, làm cho đám đông dịu xuống. and saved the day và cứu vãn tình thế, có nghĩa là có một tình huống khó khăn gì đó đám đông la ó, có một người đưa ra cái phát biểu hay quá, phát biểu đấy được gọi là excellent là vô cùng xuất sắc, làm cho đám đông dịu xuống và cứu vãn tình thế. Save your breath, I know all about it. Save your breath, I know all about it. Tôi biết hết cả rồi, tiết kiệm hơi đi, đừng nói nữa. Có nghĩa là câu này đôi khi nó vừa là à, tích cực mà đôi khi tiêu cực là phần nhiều các bạn ha. đôi khi mình mắng ai đó, ai đó nói nhiều quá, mình nói save your breath thì mình kêu họ tiết kiệm hơi sức đi. À, là thôi đi đó. có nghĩa là đừng có dư hơi quá đó. Hai các bạn ha. nhưng bình thường nó khi trong trường hợp tích cực người ta kêu mình save your breath đó, thì lúc này là kêu mình tiết kiệm hơi sức thôi. hay các bạn ha. vậy thì tùy theo cái ngữ cảnh và tùy theo thái độ của người nói thì lúc đó bạn hiểu được là nó mang nghĩa tích cực hay tiêu cực. save your breath, i know all about it. Còn trong câu này đó là giống như cái người đó nói cứ ba lô ba la với mình à, nói như vậy đó cái mình mình không muốn nghe đâu. mình nói save your breath. À, tiết kiệm hơi đi, tiết kiệm hơi sức đi. I know all about it. Tôi biết hết rồi, khỏi nói nữa. Có nghĩa là cái câu này là kêu ai đó đó là im miệng lại đi đừng có nói nữa đó nha các bạn ha. Đó là tình huống tiêu cực. He doesn't care what happens to us. All he's worried about is saving his own skin. cái save uh, your own skin đó, nó có nghĩa là chỉ biết lo cho bản thân mình thôi có nghĩa là cái người nào mà đang saving his own skin là họ chỉ biết lo cho bản thân họ thôi không quan tâm đến người khác người khác bị sao thì kệ họ cứ lo cho bản thân mình thôi à, giống như mình có thể gọi là họ bỏ của chạy lấy người cái đó mình quen gọi dân gian đó cũng được các bạn họ chỉ biết lo cho bản thân thôi và lúc đó đó Uh, họ cứ họ cứ để người khác sống chết mặc bay ha là họ cứ lo cho bản thân mình he doesn't care what happens to us anh ta không có quan tâm cái gì xảy ra với chúng tôi cả all he's worried about tất cả những gì mà anh ta lo lắng is saving his own skin là chỉ lo cho cái thân của anh ta thôi à thì các bạn nhớ là save your own skin save his own skin là chỉ lo cho bản thân mà thôi I'll arrange the appointment for you to save you the trouble. Save uh, somebody the trouble. Save somebody the trouble có nghĩa là làm giảm rắc rối cho ai đó nha. Yeah. Giống như là cái người này nè, I'll arrange the appointment for you, để tôi sẽ sắp xếp cái cuộc hẹn cho bạn to save you the trouble, uh, để làm cho bạn bớt rắc rối. Có nghĩa là trong trường hợp mà nếu để người này tự sắp xếp cuộc hẹn đó thì sẽ gặp nhiều rắc rối lắm cho nên người này mới nói là I'll arrange the appointment for you. Tôi sẽ sắp xếp cho to save you the trouble. À, để giảm bớt rắc rối cho các bạn. Save you the trouble. Nha các bạn nhớ nha. thì save somebody the trouble. thì lúc này nó diễn đạt là để giảm bớt rắc rối cho ai đó. mình nhớ bóc cái cụm đó ra để mình dùng trong những trường hợp khác nha các bạn. Turning off lights saves energy and also saves money. Save energy. Save energy là tiết kiệm năng lượng. Energy trong đó gồm là điện nè các bạn rồi đôi khi energy nó cũng là gas nè các bạn thì cũng là energy cả ha. Nhưng mà đa phần trong cái thế giới hiện đại đó khi nói đến energy thì mình hiểu ngay đến điện ha. Turning off lights saves energy là tắt đèn tắt đèn đó tắt đèn là à, tiết kiệm năng lượng save energy nha, nhớ cái cụm từ save energy and also saves money và cũng là tiết kiệm tiền nữa nha. turning off lights là một cái cụm danh từ à, đứng ở ngôi thứ ba số ít ha cho nên động từ save phải thêm s vào saves energy saves energy and also saves money and also saves money Don't talk to him. Just save your energy for things that matter. Hồi nãy đó các bạn là save energy đó là mình nghĩ ngay đến là tiết kiệm điện đúng không? Là tiết kiệm năng lượng đó. Cái từ đó là nghĩa đen là năng lượng thật sự. Còn cái này nè. Don't talk to him. Đừng có nói chuyện với anh ta. Just save your energy. Save your energy, lúc này nó không liên quan gì đến điện nữa hết các bạn mà là năng lượng cái mức năng lượng ở trong người mình. Save your energy. Lúc mà các bạn cảm thấy mệt mỏi thì lúc đó mình cần energy lắm đó. Có người có mức năng lượng cao, có người có mức năng lượng thấp ha. Thì cái này đó đôi khi đó là người ta khuyên thôi đừng nói chuyện với anh chàng đó nữa. Save your energy for things that matter là tiết kiệm hơi sức đi, tiết kiệm năng lượng cho những cái thứ à, có giá trị hơn những thứ quan trọng hơn đi ha. Yeah, có nghĩa là người ta khuyên đừng nói chuyện với anh ta nữa, tiết kiệm năng lượng dành cho những thứ quan trọng hơn. hay các bạn ha thì lúc này năng lượng đó là năng lượng trong người mình. Như vậy thì các bạn thấy có hai nghĩa đúng không? Vậy thì trong tình huống à, thực tế thì các bạn hiểu là người ta đang muốn ám chỉ đến điều gì ha? Thì mình biết liền. Don't talk to him. Just save your energy. Save your energy for things that matter. For things that matter. Câu cuối cùng các bạn. Unplugging unused electronics saves electricity. save electricity electricity là tiết kiệm điện các bạn tiết kiệm điện thật ra nói cách này thì nó cũng không phải là chính xác lắm ha mình tiết kiệm là tiết kiệm tiền mình trả cho điện thôi chứ đôi khi đó mình cũng không có ý thức trong cái việc tiết kiệm điện đâu nhưng cái này đang nói đến tiết kiệm điện á, thì mình cũng hiểu là tiết kiệm điện là tiết kiệm tiền đúng không mà tiết kiệm điện á là nó cũng còn bảo vệ cho môi trường bảo vệ cho trái đất nữa các bạn ha từ này là từ có năm âm tiết ha các bạn ha electricity 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 nhấn vào âm tiết thứ ba ha electricity xuống luôn electricity cái này đó từ này nè là các thiết bị điện tử unplugging unplugging unused electronics là rút rút phích cấm rút phích cấm các thiết bị điện tử ra cái thiết bị điện tử nào mà các bạn không dùng đó thì mình rút phích cấm ra saves electricity là để tiết kiệm điện các bạn ha Uh, các cái thiết bị đo mà chính xác đó các bạn đo bằng thiết bị điện tử đó thì cái việc mà mình cắm một cọng dây vào trong cái nguồn điện một cọng dây thôi nha các bạn không làm gì cả thì nó cũng đã tiêu thụ điện rồi đó các bạn. Cho nên đó, đây cũng là một lời khuyên tốt ha. Cái gì cái máy nào cái thiết bị nào mình không dùng thì rút dây cắm nó ra cũng để tiết kiệm điện ha. Unplugging unused. Unused là cái nào không dùng hay là unused used âm cuối là giờ các bạn unused unused electronics elect elect electronics từ có bốn âm tiết nhấn vào âm tiết thứ hai electronics and electricity electricity nha các bạn rồi mình nghe lại một lần nữa Unplugging unused electronics saves electricity. Rồi đó các bạn có 28 cách dùng 28 cách dùng cho động từ save Nó có thể dùng với nhiều thứ khác nhau ha Thì các bạn thấy là nó cũng rất là practical Những câu này đó cũng được dùng trong cuộc sống hàng ngày Chứ không phải là những câu xa xôi Thì tôi hy vọng rằng sau cái bài này các bạn dùng cái động từ save Trong nhiều tình huống một cách hiệu quả các bạn nha Bạn nào đang xem mà chưa đăng ký vào kênh Thì các bạn bấm vào nút đăng ký hoặc là subscribe vào kênh của tôi là Thắng Phạm các bạn nha Cảm ơn tất cả các bạn đã chú chú ý theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo